Rồi tiếp tục hôm nay giới thiệu một số các dòng xe nữa nha các anh em. Thì trên màn hình của các anh em đây, thì một chiếc Quay. Quay này là Quay Alpha. Nó cũng giống như Quay S110 nha các anh em. Tình hình xe này thì cũng còn rất là tốt. Thì ở đây thì mình cũng báo giá cho các anh em biết luôn. Thì với một chiếc xe như thế này thì chỗ anh Cường đang bán với cái mức giá gọi là cực kỳ rẻ cho các anh em, chỉ tầm 6 triệu trở lại nha các anh em. Thì xe trên màn hình của các anh em đây là 4,5 triệu. Đó, xe có giấy tờ đầy đủ hết nha các anh em. 4,5 triệu. Thì tình trạng của xe thì nguyên ring, nguyên đai, nguyên kiện, nói chung là chưa có làm máy hay là thay dàn áo gì hết. Thì sửa chữa thì chắc cũng có rồi, chẳng hạn như thay bộ thắng hay thay bộ ba rồi gì đó thì cũng có sửa chữa qua rồi, nhưng mà dàn máy của nó thì vẫn còn nguyên riêng nha các anh em. Đó. Rồi chiếc này thì cũng cũng giống nhau nha các anh em, thì cũng một dòng ra. Thì xe này thì giá nó lại rẻ hơn, tại vì là xe này thì nói chung là giá nó rẻ hơn là vì cái chất liệu nó xe này đã sử dụng nhiều hơn các bạn đó, nên giá nó rẻ hơn. Xe này chỉ có 4 triệu thôi nha. Đó là chiếc Quen pha màu trắng này là 4 triệu. Thì tình trạng của nó thì máy móc vẫn còn nguyên riêng các bạn, nhưng mà đó, nói chung thì dàn áo đồ thì cũng còn nhìn kỹ thì cũng còn được chứ không có sao hết, nói chung là ok hết. Máy móc thì còn nguyên riêng, áo thì cũng được, cũng có trời suốt nha. Thì xe này đăng ký vào năm 2010 đó, nên là nó đời nó cũ hơn nên giá nó rẻ hơn 500 á. Đó, chiếc màu trắng này nha các anh em. Nhún nhiếc đồ nói chung là bô đồ còn niền, đồ cũng còn rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo nữa là một chiếc Dream Thái nha các anh em. Đó, xe này phải nói là cực ngon luôn. Đó, nên giá nó hơi cao một xí nha. Xe này là 8 triệu nha các anh em. Đó, xe rất đẹp luôn. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên riêng chưa có qua gì hết. Nói chung là xe này thì nguyên riêng các anh em, chưa có sơn sửa đồ lại nha. Đó, máy móc đồ còn giữ nguyên riêng. Đó, tình trạng xe thì rất là ok, rất là tốt luôn, không có lo gì hết. Chỉ mua về đây thôi, không có cần phải sửa chữa gì nữa hết. Thì ở đây trước khi bán thì anh Cường anh cũng đã kiểm tra rất là kỹ càng rồi, thì mới bắt đầu là bán cho các anh em, nên là các anh em yên tâm. Mình nhắc lại với các anh em là tất cả xe chỗ shop xe máy cũ bán là ship toàn quốc, nhận xe thanh toán nha. Đó, mình nhắc kỹ lại cho các anh em á, chứ nhiều các anh em nhắn tin cho người khác rồi nói nhầm đặt cọc rồi nữa, nên là rất là mệt. Đó, riêng shop xe máy cũ là ship toàn quốc, nhận xe mới thanh toán. Rồi tiếp theo nữa là một chiếc Quay Alpha nữa. Chiếc này là cực đẹp luôn nha các anh em, chiếc này quá đẹp luôn. Xe này 2014. Mình nhầm nha các anh em, xe này là 2016. Xe này còn rất là đẹp luôn. Đó, nguyên riêng 100%, chưa có qua sửa chữa gì hết. Nói chung là chỉ mua và rồi đi thôi. Xe này là rất là đẹp luôn, ok. Xe này mới chạy chỉ có trên 1.000 cây nha các anh em. Mới chạy chỉ có trên 1.000 cây thôi, nên các anh em là yên tâm. Xe này là giá là 6 triệu nha các anh em. Đó, 6 triệu. Không khác gì xe mới đâu. Các anh em có thể nhìn kỹ nè, từng cái bô tới dàn áo rất là đẹp luôn. Thì giá nó cũng cực rẻ luôn, chỉ có 6 triệu thôi. Đó, anh em cảm thấy ưng ý thì liên hệ qua thôi. Đó, ốc đồ còn sáng sủa. Nói chung là xe này không có đi nha các anh em, xe này mới đi có 1.000 mấy cây à. Đó, anh em mà mua chiếc xe này là khỏi phải lo gì nữa hết, chỉ về đi thôi, 5-10 năm nữa mới nói đến chuyện mà sửa. Rồi tiếp theo nữa là một chiếc quay Honda nha các anh em. Xe này là quay Honda ấy, quay của Honda. Thì xe này thì mình cũng báo giá đây luôn nha. Xe này là 4 triệu nha. Đó, có giấy tờ đầy đủ hết cho các anh em luôn. Xe này nói chung thì cũng đã qua sửa chữa rồi nha các anh em. Máy móc đồ này nọ thì cũng có làm hết rồi đó. Nhưng mà xe Honda nên là nó cũng còn chất lượng các anh em. Nói chung nó cũng còn đẹp chứ không có gì hết. Các anh em là yên tâm. Xe này là máy móc đồ
nghiêm, nghĩa là êm ru, không có tiếng kêu rồi không có gì hết đó. Cũng khá là đẹp. Xe này thì đi núi đi rừng đi rải đồ rất ok đó. Giá nó rẻ thôi, chỉ có 4 triệu thôi. Rồi, nói chung là chỉ có 4 triệu thôi nha các anh em. Đó, chiếc quay Honda này. Quay đời đầu á các anh em. Xe này quay đời đầu á. Nó cũng khá lâu rồi nên là nó cũng sửa chữa cũng nhiều lần rồi. Rồi, tiếp theo nữa là một chiếc quay Alpha, quay RS đó, quay S cùng một loại luôn nha các anh em. Đó. Thì xe này thì tình trạng của xe này thì 2014. Đúng rồi, 2014. Xe này thì nghiêng riêng, nói chung là nghiêng riêng về dàn áo với lại phần máy đó. Nhưng còn những cái phần khác thì chắc cũng có qua sửa chữa rồi nha. Chẳng hạn như là làm những thứ khác đó. Nhưng mà theo như mình thấy thì xe này cũng còn rất là đẹp đó. Đẹp len keng. Anh em nào muốn mua thì cứ liên hệ qua shop. Rồi, giá xe này là 4 triệu rưỡi nha các anh em. Đó, 4 triệu rưỡi. Cũng còn khá là đẹp nha, nên là các anh em là yên tâm. Rồi, chiếc này là 4 triệu rưỡi nha các anh em. Đó, toàn bộ cái xe cho anh em có thể nhìn thấy rõ. Anh em để ý nhìn hình cho nó rõ rõ nha. Rồi, tiếp theo nữa là một chiếc quay nữa nha các anh em. Quay này cũng là quay Honda nha. Quay Honda ấy, chứ không phải quay Trung Quốc đâu. Thì xe này thì giá công khai luôn nha, là cũng 4 triệu. Đó. Nói chung thì cũng được làm lại hết rồi các anh em. Đó, mới có được cái xe đẹp như thế này. Nhớ thời trước bây giờ xe này cũng khá lâu rồi, nên là cũng trải qua nhiều người đi rồi á, nên là cũng làm lại rồi, giá 4 triệu. Đó. Nói chung là xe trong hình của các anh em luôn á. Rồi, nói chung là tình trạng thì nó cũng còn mới đấy, nhưng mà máy móc đồ là áo quần đồ là làm hết rồi nha. Đó, giá nó cũng rẻ thôi, nhưng có cao 4 triệu. Anh em nào mua thì liên hệ qua shop xe máy cũ để bán. Rồi, tiếp theo nữa là cũng là một chiếc Dream nữa nha các anh em. Cũng là Dream Thái nữa. Xe này thì cũng không khác gì cái xe trước, nói chung là rất đẹp luôn, cũng ok, không có lo gì hết, mua vào đây thôi. Rồi, giá cũng công khai luôn, 8 triệu nha. Đó. Tình trạng thì nguyên riêng. Từ áo cho tới nước sơn. Tất cả đều riêng hết. Chưa có qua thay thớt cái gì hết, nói chung là giữ đồ riêng đó các anh em. Rồi, chúng ta có thể nhìn thấy kỹ cái xe hơn này, khá là đẹp. Phần đầu, phần đuôi đồ ok hết. Rồi, tiếp theo nữa là tới chiếc Tayga Leader nha. Xe này thì rẻ thôi nha các anh em, chỉ có 8 triệu thôi. Đó. Tình trạng thì áo quần đồ thì còn riêng hết, máy móc còn riêng hết chứ không ai động chạm gì tới xe này đâu. Đó, nói chung là xe còn đẹp chứ không có tới mức tệ lắm. Xe này 2013 nha, nói chung cũng khá lâu rồi nhưng mà cũng còn ok. Mua về đi. Xe này cũng chạy loại xăng chứ không có hao nha. Xe này chạy tầm khoảng 4 mấy cái cây trên 1 lít nha. Nên là yên tâm, không lo gì hết. Đó, giá chỉ có 8 triệu thôi là có chiếc Tayga ở đây liền. Tayga của hãng Honda chính hãng nha, chứ không phải là xe Trung Quốc hay là xe giá gì đâu, nên là yên tâm. Rồi, nữa là chiếc A-Black. Chiếc này thì giá nó là 10 triệu nha các anh em. 10 triệu, xe giấy tờ đầy đủ hoàn chỉnh hết cho các anh em. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên riêng. Chưa có rờ máy móc hay là chưa có rờ gì hết, nói chung là còn giữ nguyên riêng của xe. Tình trạng của nó thì ok hết,
không có gì hết, không có gì mà phải bàn tán hết. Khá là đẹp mà cũng khá là ổn, giấy tờ thì đầy đủ hết. Nói chung mua bán là được công chứng sang tên đồ rõ ràng hết, nên là không có lo bất cứ một cái gì hết. Tất cả mua xe tại shop xe máy cũ là không phải cọc bất cứ một ngàn nào hết, miễn phí tất cả, chỉ có nhận xe mới thanh toán thôi nha. Đó. Rồi tiếp nữa là chiếc quay Alpha nữa. Quay Alpha nhiều lắm nha các anh em, nên là mỗi chiếc nó có mỗi giá trị khác nhau, thành phải làm từng chiếc như vậy chứ không có làm chung chung được các anh em. Đó, xe này thì chỉ có 4 triệu thôi. Đó, đẹp như mơ luôn, áo quần đồ vàng đồng đồ rất là đẹp luôn. Bánh xe này là bánh bánh tăm mà thánh đầm đó, nhưng mà ok hết, không có lo gì hết, chỉ có về là đi thôi. Giấy tờ này cũng đầy đủ hết cho các anh em luôn.